những bí ẩn về tượng nhân sư càng lúc càng nhiều. Nó được xây dựng lúc nào? Tại sao phải xây dựng nó? Mà những năm nay, nhờ những công bố của cậu bé Sao Hỏa, nói đến bí ẩn của cả một nền văn minh được ẩn giấu dưới tượng nhân sư. Sau khi những nghi vấn về tượng nhân sư được đưa ra, có người tiếp tục tìm đến nó nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Hóa ra những bí mật xung quanh tượng nhân sư không phải là không tìm ra đáp án, mà do chính phủ Ai Cập từ chối cung cấp thông tin, cũng nghiêm cấm tất cả những dự án nghiên cứu về tượng nhân sư. Vậy lý do là gì? Ở phần trước, Hang Thời Gian đã chia sẻ dưới tượng nhân sư có ẩn giấu một câu chuyện. Hôm nay Hang Thời Gian sẽ giải thích tiếp câu chuyện phần trước. Đừng quên ấn đăng ký kênh Hang Thời Gian. Con người có lẽ đã biết được câu trả lời, nhưng vì một số lý do nào đó nên không công bố ra ngoài mà thôi. Các bạn muốn biết câu trả lời là gì không? Nhớ xem đến cuối video nhé và đừng quên cho mình một like. Phần trước chúng ta đã nói đến quá trình đào tượng nhân sư tìm được mật thất. Lúc đó còn có người đoán rằng còn có một thành phố bí mật dưới lòng đất. Tháng 3 năm 1935, tin tức về thành phố dưới lòng đất được đăng trên hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới. Ngày 7 tháng 3 cùng năm đăng tiếp về người phát hiện ra thành cổ này, đó là nghiên cứu của Edward Meyer. Theo nghiên cứu của ông, tòa thành cổ này có lịch sử hơn 4.000 năm, nhưng những việc kỳ lạ cũng dần xuất hiện. Chẳng bao lâu sau khi nghiên cứu này được phát hiện, tất cả các tờ báo trên thế giới đột nhiên không còn hứng thú khai thác tin tức nữa. Báo chí im hơi lặng tiếng, cho đến ngày nay không ai còn nhắc đến vương triều Ai Cập cuối cùng sụp đổ. Vậy việc này có liên quan gì đến tượng nhân sư? Thực ra bí ẩn của tượng nhân sư hay thông tin về thành cổ dưới lòng đất này bị phong tỏa chắc có liên quan tới một người. Ông ta là tiến sĩ khảo cổ Yahi Hawass, tổng thư ký hội đồng tối cao Ai Cập về các di tích cổ. Khi ông ta còn giữ chức vụ, những cuộc tìm kiếm và nghiên cứu về di tích cổ Ai Cập đều bị nghiêm cấm. Cho đến năm 2011, Ai Cập nổ ra cách mạng cải cách, Yahi Hawass cũng mất chức. Đến lúc này mọi người mới phát hiện, người luôn bị mắng chửi là kẻ độc đoán lạm quyền đó đã che giấu những sự thật gì. Theo lời Hawass, ông nghiêm cấm các quốc gia tổ chức các tìm kiếm khai quật là do những người này rất nghiệp dư, nên ông ta làm vậy để bảo vệ những cổ vật của Ai Cập. Nhưng chính cái người tuyên bố là vì bảo vệ Ai Cập này lại là người tiến vào mật thất dưới tượng nhân sư để nghiên cứu. Mặc dù ông ta luôn phủ nhận, nhưng vào tháng 4 năm 2011, một đoạn băng ghi hình ông ta bước vào tượng nhân sư đã bị tung lên mạng. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng lối vào từ miệng giếng để đi vào bên trong tượng nhân sư. Dù ông ta một mực nói rằng mật thất đã bị đóng lại, thậm chí có cả những căn phòng bị ngập nước không thể bước vào, nhưng khi những tư liệu này bị công bố ra ngoài thì còn ai tin ông ta nữa. Sau đó những người đã cùng ông ta vào nghiên cứu tượng nhân sư nói rằng bên trong tượng nhân sư không chỉ hoàn toàn khô ráo mà hệ thống thông gió còn rất tốt. Lúc đó họ đã vẽ lại kết cấu những nơi Hawass đã đi qua. Còn bức vẽ này do một người tên là Vivian Denon vẽ vào năm 1798. Mặc dù chỉ là phác thảo, nhưng chúng ta có thể nhìn được bọn họ vào bằng lối cửa dưới tay mà cậu bé Sao Hỏa đã từng nói đến. Trong bức vẽ năm 1789 nhìn thấy có nhóm người đứng trên đầu tượng nhân sư đang kéo một người ra khỏi cái lỗ. Mà dưới cùng của tượng nhân sư đúng là có một căn phòng lớn bị ngập nước, có một thứ được đoán là một cái quan tài đá. Nhưng năm đó giới khoa học lại không đồng quan điểm với Hawass, nên các hoạt động nghiên cứu về tượng nhân sư đều bị Hawass bắt dừng lại. Thậm chí còn không có tin tức nào được lộ ra ngoài. Nhưng có một số người lộ ra thông tin bức tượng nhân sư thực tế là một công trình kiến trúc cực kỳ vĩ đại, chứ không phải là một bức tượng điêu khắc bình thường. Theo nghiên cứu của bọn họ, chúng ta mới biết đến một bí mật kinh hoàng về lịch sử 80.000 năm trước. Trên cao nguyên Giza có một nền văn minh cực kỳ phát triển. Đó không phải là Ai Cập cổ đại mà mọi người biết. Kim tự tháp và tượng nhân sư là do nền văn minh này tạo ra. Tượng nhân sư được xây dựng cách đây 12.000 năm, còn kim tự tháp cổ nhất là 36.000 năm. Khi thông tin này vừa được công bố đã khiến giới khoa học náo loạn, bởi vì căn cứ theo giới khoa học nghiên cứu, kim tự tháp được xây dựng cách đây 4.600 năm mà thôi. Nhưng tượng nhân sư dù chưa tìm ra thời gian chính thức nhưng cũng không vượt quá 5.000 năm, nhưng những nghi vấn của các chuyên gia lại không có bằng chứng xác thực. Ngay đến cả những con đường và căn phòng bên trong kim tự tháp cũng chưa được nghiên cứu hết, mà người giải mã được các bí ẩn này, Hawass lại lựa chọn im lặng, mãi cho đến khi nhà địa chất chứng minh được bức họa của Vivian Denon. Vì ông nghiên cứu từ độ phong hóa địa chất và kết cấu các tầng lớp đất đá cho thấy tượng nhân sư có tuổi đời hơn 10.000 năm. Còn căn cứ theo các nhà sử học, từ năm 10.970 đến năm 8.810 trước công nguyên là thời kỳ đồ đá. Sau đó có một nhà sử học nổi tiếng Graham Hancock nói rằng năm 10.550 trước công nguyên, mặt trước tượng nhân sư hướng về phía đông, nên mỗi ngày khi mặt trời lên, nó sẽ nhìn thẳng vào một thiên thể nằm trong chòm sao sư tử đại diện cho mùa xuân ở trên trời. Cho nên rất nhiều người cho rằng bức tượng to lớn này là kiến trúc nền văn minh cổ đại dùng để chiêm tinh. Sự thật có phải như vậy không? Hawass thật sự không tiết lộ gì sao? Trong một cuộc họp bí mật của Hawass, ông ta đã từng kiêu ngạo nói rằng mình đã biết hết bí mật của tượng nhân sư. Nhưng những gì ông nói lại giống như trong truyện thần thoại. Những người tham dự lúc đó rất ít người tin lời ông, nhưng có người đã ghi chép lại.
theo những gì Howard nói, tượng nhân sư là công trình kiến trúc của nền văn minh cổ đại được dùng để tưởng niệm vị thần kiến tạo của họ, mà tượng nhân sư lúc đó không phải hình dáng chúng ta thấy hiện nay, cho đến tận thời Pharaoh Khafre, vì để thể hiện uy quyền và sức mạnh của mình, ông đã sai người sửa hình tượng vốn là thần Osiris thành mặt của mình. Chính lúc này người Ai Cập cổ đã phát hiện ra bí mật của bức tượng nhân sư. Thực tế dưới tượng nhân sư khoảng 5 mét có phát hiện có 3 tầng mộ, chỉ mỗi tầng mộ này đã phải đào mất 65 năm. Theo các hình vẽ ở tầng mộ này, đây nơi ở của thần Ai Cập cổ đại lúc bấy giờ, Osiris. Nhưng giới khảo cổ lúc đó cảm thấy lạ kỳ, tại sao nơi ở của thần linh lại chỉ có một cổ quan tài đá điêu khắc rất tinh xảo. Mặc dù cổ quan tài rất to còn khắc rất nhiều văn tự cổ, nhưng làm gì có ai tin thần linh sẽ ở chỗ này. Nói là mộ của thần linh thì còn tin được. Lúc đó Howard là người đứng đầu nhóm nghiên cứu, đã cho mở quan tài nhưng phát hiện nó trống rỗng. Càng khiến người ta kinh ngạc là trước khi mở quan tài, qua nghiên cứu tỉ mỉ phát hiện nó được lắp rất khớp. Thậm chí ngay cả vị trí đặt quan tài trong phòng cũng ngập nước, cho nên khẳng định nó chưa từng được tìm thấy trước đây. Chỉ còn một cách giải thích cổ quan tài này vốn dĩ đã trống rỗng từ đầu. Một nhà khảo cổ đột nhiên nghĩ tới, trong mộ của vua Khafre đã phát hiện một ghi chép rất cổ. Trong đó có một đoạn viết là Osiris, vị thần Ai Cập từ trời hạ phàm. Và lúc ông về trời sẽ đi qua một vật thể để quay lại vương quốc của thần linh. Những văn tự cổ trên quan tài sau khi được giải mã cũng chứng minh cho ghi chép ở trên. Vậy nên nhóm nghiên cứu của Howard sau khi nắm được một phần bí mật của kim tự tháp đã liền đoán rằng cổ quan tài không hề có xác ướp cũng không có đồ vật chôn cùng, bởi vì cổ quan tài này có thể là một cổ máy thời gian. Osiris chính là thông qua cổ quan tài này trở về cõi thần linh. Nói đến đây tôi phải nói rằng những ước đoán của Howard phải gọi là ảo tưởng. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, nếu như thời gian quay lại 10.000 năm trước, ai mà biết được thời cổ đại rốt cuộc có những gì. Chưa kể đến nhân vật Howard này còn nắm giữ rất nhiều sự thật về nền văn minh Ai Cập. Điều đó có khả năng trước lịch sử loài người đã từng có nền văn minh khác, và thậm chí còn hơn cả sức tưởng tượng của con người. Nó cực kỳ tân tiến hiện đại. Có một nhà tiên tri người Mỹ tên là Edgar Cayce đã từng nói tiền kiếp của ông chính là một tế tư cao cấp của Ai Cập cổ. Ông ta khẳng định nhớ rằng tượng nhân sư được xây dựng vào năm 12.490 năm trước, mà lúc xây dựng công trình này, thần linh đã chôn giấu bí mật dưới tượng nhân sư. Mà nhà địa chất Robert Falcon Scott phát hiện ra thời gian xây dựng tượng nhân sư nằm khoảng từ 10.000 đến 12.000 năm trước. Ông ta dựa vào tình trạng và kết cấu của đất cát để đưa ra kết luận trên. Chúng ta tưởng tượng một chút, cách đây hơn 10.000 năm, chính vào lúc chúng ta biết đến là thời đại của các câu chuyện thần thoại, những việc xảy ra vào thời điểm đó rất có thể là đúng, vì thần thoại không có nghĩa là không có thật, có khả năng người ghi chép lúc đó giàu trí tưởng tượng, nên thêm thắt tạo nên những câu chuyện như vậy. Những văn minh cổ đại cứ như vậy được truyền lại cho đời sau, thêm thắt vào nữa thành ra vô cùng hoang đường, nên chúng ta mới thấy nó không thể có thật, hoặc chúng ta có thể tự nhận bản thân quá kiêu ngạo, không bèn tin vào những gì người xưa truyền lại, hay có ai đó đang tung hỏa mù làm đảo lộn suy nghĩ của chúng ta. Câu chuyện hôm nay dừng ở đây, nếu thích đừng quên ấn nút đăng ký và thả like cho Hang Thời Gian nhé.